anh tên là Công Quý á, thì anh hỏi là những người lao động chân tay như bọn anh á, nếu mà thực hiện nhịn ăn và ăn ngày 2 bữa thì có đủ dinh dưỡng không? Thì đây cũng là một câu hỏi rất là hay các chị. Bởi vì trong nhiều cái livestream á, Nam đã chia sẻ về một cái chế độ thực dưỡng, cái chế độ nhịn ăn gián đoạn, được gọi là chế độ nhịn ăn Shinza của giáo sư Shinza người Nhật. Thì Nam có nói với tất cả của anh chị á, tùy vào thời gian, tùy vào điều kiện của mỗi người, tùy vào công việc, thì chúng ta có thể chọn một là bỏ bữa sáng, hoặc hai là bỏ đi một bữa, chính là bữa tối. Thì tùy nhá, có người thì bỏ bữa tối, nhưng có người thì bỏ bữa sáng. Chúng ta có thể bỏ và chúng ta uống nước lọc, nhưng chúng ta cũng có thể là bỏ và chúng ta ăn trái cây thôi. Chỉ có ăn trái cây thôi, hoặc là uống nước ép rau củ. Vậy thì xin thưa các chị như thế này này, cái việc mà chúng ta có ăn thêm bữa tối hoặc là ăn thêm bữa sáng á, thì nó cũng không giúp ích gì cho cơ thể chúng ta đâu. Bởi vì quan trọng là cơ thể chúng ta có tiêu hóa tốt và hấp thụ tốt hay không, có chuyển hóa được tất cả các chất đấy cho tế bào hay không, hay á là những cái thứ chúng ta đưa vào nó không đúng cách, chúng ta nhai dối, chúng ta ăn nhồi nhét và ăn nhiều thứ, thì nó lại gây hại cho cơ thể chúng ta. Chúng ta hãy hình dung thế này, khi chúng ta chạy một lúc sau chúng ta cảm thấy mệt, thì chúng ta chỉ cần ngồi lại, chúng ta nghỉ ngơi thôi, không cần phải ăn thêm, thế sức chúng ta sẽ hồi lại. Chúng ta làm việc cả ngày rất là vất vả, tối ngày hôm đó chúng ta vô tình ngủ quên mà không ăn, sáng ngày mai chúng ta vẫn khỏe mạnh. Vậy thì Nam muốn nhắn nhủ với tất cả quý chị điều gì? Đó là cái đường rồi chúng ta cần được nghỉ ngơi. Chúng ta ăn quá nhiều rồi, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn theo sở thích, ăn theo thói quen. Và chúng ta nghe rất là nhiều người nói, từ gia đình, từ bạn bè, từ xã hội nói rằng là phải ăn thì mới khỏe mạnh, phải ăn thì người mới có chất. Nhưng chúng ta lại không nhận ra được điều này, đó là chúng ta cứ cố nhồi nhét. Trong lúc đó cơ thể chúng ta lại quá thừa, và đường ruột của chúng ta chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Đặc biệt là những cái bữa ăn khó tiêu nhé, như là thịt lợn thì mất khoảng 5 tiếng để tiêu hóa, thịt bò mất khoảng 3 đến 4 tiếng để tiêu hóa, thịt gà mất 2,5 tiếng. Nhưng mà nó không đơn thuần là chúng ta ăn từng món một, mà chúng ta ăn nhiều thứ khác nữa. Chúng ta ăn thực phẩm công nghiệp, rồi là chúng ta ăn thực phẩm chết, chúng ta ăn nhiều loại thịt chồng chéo, ăn cộng thêm cả dầu mỡ nữa, thành ra là nó đình trệ cái quá trình tiêu hóa lên từ 5 đến 12 tiếng. Như vậy á, nhiều lúc là bữa sáng tiêu hóa chưa hết đâu, chúng ta đã nhồi nhét bữa trưa, thậm chí là chúng ta ăn còn ăn bữa phụ nữa, ăn xúc xích, mì tôm, rồi là uống thêm trà sữa, cà phê, rồi rất là nhiều các loại nước đóng chai. Rồi là bữa tối là chúng ta lại ăn vặt nữa. Chúng ta đang xem tivi, chúng ta lại vừa xem vừa nhòm nhèm. Rồi có nhiều người bị stress căng thẳng á, đặt đồ ăn về để ăn cho nó bớt căng thẳng, stress đi. Như vậy là đường ruột chúng ta chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Vậy thì tại sao Nam lại khuyến khích tất cả của anh chị hãy thực tập bỏ đi một bữa trong ngày, là để cái đường ruột chúng ta được nghỉ ngơi. Một ngày có 24 tiếng. Thường là chúng ta ăn 3 bữa sáng, trưa và tối. Nhưng bây giờ chúng ta hãy bỏ đi một bữa, ví dụ là bữa tối đi, thì 12 giờ trưa là chúng ta ăn, thì đến 6 giờ chiều là bữa tối chúng ta không ăn. Như vậy là được 6 tiếng. Cộng với là ban đêm chúng ta đi ngủ là 12 tiếng nữa, đến 6 giờ sáng ngày mai có phải là cộng thêm 12 tiếng, là được 18 tiếng.
đường ruột được ngơi nghỉ. Nếu chúng ta có ăn á, thì chúng ta ăn trái cây hoặc là uống nước ép rau củ. Tương tự như vậy cho bữa sáng. Cả đêm chúng ta nghỉ ngơi là được 12 tiếng, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Bữa sáng chúng ta không ăn, đến 12 giờ trưa chúng ta mới ăn, cộng thêm 6 tiếng nữa là được 18 tiếng. Chúng ta có thể ăn bữa sáng đó là ăn trái cây hoặc uống nước ép rau củ. Còn nếu không, chúng ta chỉ uống nước lọc là được. Tùy theo từng người thực tập. Thì như vậy là đường ruột chúng ta nó được ngơi nghỉ các anh chị. Và cơ thể con người là một cái cỗ máy để tổng hợp nên các protein. Và cái lợi ích rất to lớn của việc chúng ta nhìn ăn gián đoạn như thế này là gì? Khi chúng ta không ăn thì đường ruột được nghỉ ngơi, năng lực nó được bảo tồn. Bởi vì trong quá trình chúng ta ăn vào, cơ thể chúng ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng, khoáng, enzyme, rất nhiều men dịch tiêu hóa. Thậm chí là nó còn mất rất nhiều thứ nữa để đẩy những cái cặn bã đấy ra khỏi cơ thể chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta không ăn thì năng lượng đấy nó được bảo tồn, nó được giữ một cách trọn vẹn. Nhưng mà cái câu chuyện ở phía sau nó rất là hay. Đó là cơ thể chúng ta nó sẽ tự tái chế. Tái chế là gì? Là khi mà tế bào ăn, hấp thu chuyển hóa thì nó sinh ra nhiều rác thải, nhiều chất độc. Thì cơ thể chúng ta nó có một cái cơ chế đó là tái chế rác thải. Nó sẽ gom tất cả những cái chất độc này, những cái rác thải này, nó gom lại, nó cho vào một cái túi tử tiêu được gọi là tiêu thể. Nó sẽ tổng hợp nên những cái protein đặc trưng để giúp cho cơ thể chúng ta xài được. Như vậy là cơ thể chúng ta không tiêu hao năng lượng mà lại có thêm năng lượng từ việc đó là gom tất cả các rác thải trong cơ thể. Như vậy là cơ thể chúng ta được thanh lọc và thải độc ở cấp độ tế bào. Thành ra người ta mới nói rằng là nhìn ăn á, chính là phẫu thuật không dao kéo. Nó là như vậy. Nó rất khoa học. Chúng ta không thể mổ xẻ đến từng tế bào để mà thanh lọc và làm thay nó được. Mà cơ thể người là một cỗ máy tinh vi, huyền vi màu nhiệm. Nó sẽ tự cân bằng, nó sẽ tự làm điều đấy. Đó là lý do vì sao mà có nhiều người nhìn ăn á, 2 tháng họ cũng không chết được. Nhưng mà cái mục đích nhìn ăn của mỗi người là khác nhau. Có nhiều người nhìn ăn là để có được sức khỏe tốt. Có nhiều người nhìn ăn là để thanh lọc. Nhưng có nhiều người nhìn ăn là để chữa bệnh. Nhưng có nhiều người nhìn ăn á, là để tăng trưởng tâm linh, trí tuệ. Tại sao vậy? Cái mức năng lượng của con người nó đạt cao nhất khi mà cái bao tử nó rỗng. Do đó là cái trí óc của chúng ta rất là minh mẫn. Nếu mà chúng ta thực tập điều này quen á, thì chúng ta thấy rằng là mình bỏ đi bữa tối thì người mình rất là nhẹ nhàng, dễ chịu và đầu óc của mình rất là sáng suốt. Còn nếu mình ăn thêm bữa tối vào thì người mình nó ù lì nặng nề và đầu óc của mình nó mù mẫm. Thì có thể chúng ta hãy thực tập 1 tuần 2 ngày, sau đó chúng ta tăng lên 3 ngày 4 ngày. Dần dần chúng ta sẽ cảm nhận cái điều Nam chia sẻ là hoàn toàn chính xác. Còn nếu mà chúng ta cố nhồi nhét, cố ăn, thì cái quá trình tái chế rác thải ở cấp độ tế bào này sẽ không bao giờ diễn ra. Sẽ không bao giờ diễn ra luôn các chị. Và sự chữa lành sẽ không bao giờ được diễn ra. Cái điều này chúng ta cũng dễ nhận ra thôi. Khi mà chúng ta bị ốm này, thì cái biểu hiện đầu tiên của cơ thể chính là chúng ta bỏ đói, chúng ta chán ăn. Hoặc là những cái con vật nuôi chúng ta nuôi cũng như vậy. Những con thú cưng như là con chó, con mèo, con trâu, con bò chúng ta nuôi, khi mà nó bị ốm nó sẽ bỏ đói, nó sẽ không ăn. Đó là nguyên lý chữa lành của cơ thể. Bởi vì lúc đấy cơ thể muốn nói rằng là đừng có tiếp tục đưa thức ăn vào. Bởi vì anh đưa thức ăn vào là tôi rất mệt mỏi. Để tôi mà bẻ gãy các liên kết từ những cái thức ăn khó tiêu của anh đưa vào, biến nó trở thành dinh dưỡng và đào thải các chất thải là tôi tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
và rất nhiều các chất khoáng dự trữ. Bây giờ anh tạm thời không ăn đi, để tôi giữ cái năng lượng đấy cho cơ thể. Tôi tập trung vào, tôi sẽ làm sạch cơ thể, tôi sẽ đuổi tất cả những cái mầm bệnh, tiêu diệt hết. Sau khoảng vài ba hôm nó cân bằng trở lại thì tôi sẽ bật công tắc cho anh ăn sau. Đó là nguyên lý chữa lành của cơ thể các chị ạ. Đúng nào? Và đó là khoa học của cơ thể các chị. Nên là nếu mà chúng ta thực tập được mỗi một ngày ăn hai bữa thì nó cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt các chị, có nhiều người á bị những căn bệnh rất là nặng, thậm chí là ung thư. Và Nam đã chứng kiến họ nhìn ăn và cơ thể của họ tái tạo và chữa lành. Và rất nhiều người không tin các chị. Chỉ những người nào chứng kiến trực tiếp họ mới tin thôi. Bởi vì đại đa số bên ngoài họ đều tin đó là phải ăn thì mới khỏe, phải ăn thì mới có màu, phải ăn thì mới to béo thì mới khỏe được. Thì điều đó là chưa chính xác cả chị nha. Thì đó là câu hỏi tiếp theo của anh Công Quý. Và Nam hy vọng rằng là tất cả quý anh chị sẽ nhận được nhiều giá trị từ câu hỏi này. Và nếu mà chúng ta nhận được nhiều giá trị á, thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ nhé. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ và Nam Hà biết ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.